khách sạn Bảo An thân hạnh kính chào quý khách. Thay lời muốn nói, khách sạn Bảo An xin chân thành gửi đến quý khách hàng, khách du lịch, các đơn vị lữ hành lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, lời chiên sâu sắc nhất vì đã tham quan, nghỉ ngơi và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Lâm Đồng từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất hoang sơ đầy nắng và gió, với những đồi chè xanh mướt, những cung đường đèo khúc khuỷu cùng cảnh sắc thơ mộng làm say đắm lòng người. Nếu một lần đến với nơi đây, kính mời quý khách dừng chân nghỉ ngơi tại khách sạn Bảo An của chúng tôi, ngôi nhà thân thương của biết bao du khách thập phương. Tòa lạc tại địa chỉ 94 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Khách sạn Bảo An có vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm hành chính huyện Bảo Lâm và gần văn phòng nhà máy alumin Tân Rai Lộc Thắng Bảo Lâm. Nơi đây không chỉ thích hợp cho các khách từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở làm việc, mà còn được bao quanh bởi rất nhiều các địa điểm đẹp và nổi tiếng như khu du lịch Thác Đam Ri, đồi trà Tâm Châu, chùa Di Đà, thác Tam Hợp, chùa Linh Quy Pháp Ấn. Ấn tượng đầu tiên mà quý khách cảm nhận được khi đến với khách sạn của chúng tôi là không gian được thiết kế theo lối sang trọng, tinh tế và hài hòa với thiên nhiên, tạo ra sự thư thái ngay từ những giây phút đầu tiên. Với vị trí đẹp cùng giá cả phải chăng, khách sạn Bảo An là điểm đến không thể bỏ qua cho tất cả các du khách trong và ngoài nước đến lưu trú, tham quan, nghiên cứu, hội thảo, hội nghị trên nhiều phương diện khác nhau. Tự hào là đơn vị khách sạn 2 sao đạt chuẩn hàng đầu tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Khách sạn Bảo An gồm hệ thống 40 phòng, trong đó có các phòng VIP, phòng đơn, phòng đôi, phục vụ 24/24, bãi đậu xe rộng rãi. Các phòng được thiết kế nội thất và trang trí tiện nghi hiện đại, bố cục hài hòa với đầy đủ trang thiết bị như Wi-Fi miễn phí, điều hòa, TV truyền hình cáp, máy nóng lạnh, các đồ dùng cá nhân. Mỗi phòng là một khoảng không gian riêng tư ấm cúng, nội thất gỗ hoài cổ, chắc chắn sẽ đem đến sự hài lòng cho quý khách. Ngoài ra, khách sạn Bảo An còn phục vụ ăn uống theo yêu cầu đặt trước của khách đoàn, khách tour, cung cấp dịch vụ xe du lịch cao cấp, xe đưa đón 4 chỗ, 7 chỗ, đáp ứng mọi nhu cầu với giá cả phải chăng. Ngoài điểm cộng về chất lượng, thì khách sạn Bảo An còn đặc biệt bởi cung cách phục vụ nhiệt tình chu đáo, luôn trong tâm thế tươi cười, tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất. Cùng với đó là kinh nghiệm và cái tâm, cái tình của người bản xứ. Khi đến với khách sạn Bảo An, khách hàng sẽ được tư vấn các địa điểm du lịch hấp dẫn tại Lâm Đồng và các khu vực lân cận. Với tiêu chí hướng đến là làm hài lòng từng khách hàng, chúng tôi sẵn sàng phục vụ để quý khách tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ của mình một cách hoàn hảo nhất. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Nếu bạn đang băn khoăn muốn tìm cho mình một khách sạn vừa sang trọng, vừa đầy đủ tiện nghi và giá cả hợp lý tại Bảo Lâm, Lâm Đồng, thì đừng chần chờ gì nữa, hãy đến ngay với khách sạn Bảo An, địa chỉ 94 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Hotline 0918 007 012, 02633 877 077. Khách sạn Bảo An, điểm hẹn 4 mùa yêu thương.